If you see me calling, xin em không nhấn máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này. I'm talking about when you see me calling, xin em không nhấn máy. Cause when that hand he hit me thì cô môi cũng trở thành lầy. Là không muốn gặp anh nữa. Anh chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa. Sao ăn rồi thì có hấp canh chưa. Rồi à, nếu rồi thì đang nhớ anh chưa. Em biết anh là thế mà đã thế. Em còn si, em còn nghĩ, em còn chắc làm chi. Anh biết anh như cục ghen trong mắt. Bởi vì em chỉ có get for me.